sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cáo cụ Tim Cook không phá giá như Xiaomi hay Vsmart mà xâm chiếm dần dần vào thị phần Android. Giảm giá là chiêu bài quen thuộc, nhưng giảm giá như thế nào cho đúng? Hãy hỏi Tim Cook. 13 năm sau khi Steve Jobs khởi đầu cuộc cách mạng Modern Smartphone, iPhone giá rẻ vẫn là nỗi thèm muốn của nhiều người. Ngay cả khi Android giá rẻ tràn ngập thị trường, số lượng người tìm mua iPhone đời cũ vẫn đủ nhiều để iPhone 8 hay iPhone XR lọt top bán chạy nhất thế giới. Tại Việt Nam, nhiều người dùng còn chấp nhận rủi ro mua iPhone lock để rẻ được vài triệu đồng. Bởi thế, chúng ta gần như có thể chắc chắn rằng nếu iPhone được giảm giá mạnh, Apple chắc chắn sẽ chiếm được thị phần cao hơn rất nhiều so với hiện nay. Nếu như iPhone giá cao còn có thể lọt vào top hay đứng đầu các bảng xếp hạng bán chạy, trong khi Android cao cấp hoàn toàn vắng bóng, thì chắc chắn rằng iPhone giá thấp sẽ làm gỏi cả Android giá mềm luôn. Nhưng Apple giờ là công ty được lãnh đạo bởi con cáo già cao tay nhất làng công nghệ. Apple sẽ không bao giờ phá giá theo kiểu của Xiaomi hay Vsmart. Tháng 9, 2019, iPhone 11 ra mắt với mức giá $700, giảm $50 so với giá khởi điểm của iPhone XR khi vé màn vào năm 2018. Cùng lúc đó, chiếc XR cũ kỹ cũng không bị khai tử như hai người anh em là XS và X Max, mà được giảm giá chỉ còn $600. Sau gần 3 năm, đến tận cuối 2019, Apple mới có iPhone khung giá $600. Trong quý 3 2019, dù mới chỉ có tuổi đời không đầy một tuần, nhưng iPhone 11 vẫn lọt vào top 10 bán chạy nhất thế giới. Vị trí số 1 nằm vững trong tay iPhone XR. Đến quý 4 2019, iPhone 11 vượt mặt đàn em. Theo nhiều nguồn phân tích trên thị trường, Apple có thể là thương hiệu iPhone số 1 thế giới trong quý cuối năm, vượt mặt đối thủ Samsung, do cả Apple và Samsung đều không có công bố số liệu chính thống. Vẫn có các nhà phân tích cho rằng Samsung vượt qua Apple với khoảng cách không đáng kể. Bất kể số liệu về doanh số đó có chính xác hay không, Apple đã đè bẹp tất cả các đối thủ cạnh tranh khác trên khía cạnh quan trọng nhất, đó là lượng tiền thu về. Doanh thu iPhone trong quý 4 2019 đạt $56 tỷ, cao hơn tổng doanh thu của tất cả các mảng kinh doanh của Samsung, vốn bao gồm cả các mảng bán dẫn, tấm, cảm biến hay TV là top đầu thế giới bên cạnh smartphone. Con số này cũng gần tương đương với tổng doanh thu của Huawei trong cả nửa đầu năm 2019 và gấp gần 4 lần so với doanh thu smartphone của Xiaomi trong cả năm 2018. Khi doanh thu dịch vụ và phụ kiện vẫn đang phát triển đều đặn, cơn sốt mới của iPhone đã giúp cho Apple đạt được doanh thu lên tới $91 tỷ trong quý tài chính cuối cùng của năm 2019. Trên thực tế, chính Apple cũng có phần bất ngờ về thành công của iPhone 11. Vào quý 3 2019, hãng này dự đoán doanh thu của cả công ty trong quý 4 sẽ đạt khoảng 85-89 tỷ USD. Con số 91 tỷ USD đạt được cũng đã giúp cho Apple cán đổ cột mốc quan trọng, thu về hơn 1 tỷ USD mỗi ngày. Tất cả ông lớn khác trong làng công nghệ như Microsoft, Google hay Huawei và Samsung đều chưa từng chạm tay đến cột mốc này. Nếu giảm giá khởi điểm chỉ $50 đã giúp cho Apple vươn lên vị trí số 1 thế giới, thì điều gì sẽ xảy ra nếu như iPhone mới đối đầu trực tiếp với smartphone của Samsung hay Xiaomi ở các mức giá vốn là sân nhà của các hãng này như $300 hay $400? Chắc chắn doanh số của iPhone sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Nhưng một lần nữa, Tim Cook là một con cáo già, mà cáo già thì sẽ không bao giờ làm những điều mà kẻ khác cho là hiển nhiên. Chỉ cần giảm giá vỏn vẹn $50, Apple đã vươn lên đứng đầu thế giới và cùng lúc thu về tới $20 tỷ lợi nhuận trong quý 4 2019. Giảm giá hơn nữa thì sẽ làm suy giảm tỷ suất lợi nhuận trong mơ của nhà táo. Quan trọng hơn, giảm giá sốc cũng có nghĩa rằng hình ảnh premium của Apple sẽ bị mai một, iPhone sẽ mất dần sức hút riêng so với các đối thủ Android. Khi ngay cả một hãng phá giá cấu hình như Xiaomi cũng đã hơn một lần suy giảm doanh số trầm trọng, một kẻ khôn ngoan như Tim Cook sẽ không giảm giá cho đến khi bắt buộc phải làm như vậy. Đáng sợ hơn nữa, Tim Cook còn hai con bài mà không hãng Android nào có thể đấu lại, đó là dịch vụ phụ kiện. Trong quý 4 2019, dịch vụ là mảng kinh doanh có doanh thu cao thứ hai của Apple, chỉ thua kém duy nhất iPhone, trong khi mảng phụ kiện có doanh thu vượt mặt cả Mac và lẫn iPad. Tính tổng cộng, doanh thu hai mảng này lên tới hơn $20 tỷ, vẫn cao hơn doanh thu smartphone của Xiaomi trong 2019. Hiển nhiên rằng
Dù đều có bán phụ kiện hay dịch vụ riêng, đặc biệt là qua các bản ROM Trung Quốc, các hãng Android khác không thể cạnh tranh nổi với so với Apple. Xét cho cùng, người mua iPhone vẫn có tài chính dư giả hơn so với người mua smartphone Android. Điều này có nghĩa rằng nếu gộp chung các dịch vụ và phụ kiện vào cùng một hệ sinh thái với iPhone, Apple có đủ tiềm lực để giáng cho smartphone Android đòn đau hơn nữa. Tim Cook có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn cho iPhone và bù đắp doanh thu lợi nhuận bằng Apple Music, AirPods, Apple Watch, Apple TV Plus. Một kịch bản như vậy có thể sẽ khiến cho các đối thủ Android phải hoảng sợ. Câu hỏi duy nhất còn lại là khi nào thì Tim Cook sẽ dùng chiêu bài này với iPhone? Có lẽ là sẽ chưa phải 2020, nhưng chiếc smartphone mác nhà táo vẫn là ông vua không ngai của phân khúc cao cấp, và vị CEO cáo già của nhà táo sẽ tận dụng vị thị ấy để thực thi được chiến lược khôn ngoan của mình. Giảm giá từ từ để chiếm dần thị phần từ Android, cùng lúc giữ vững cho doanh thu và lợi nhuận cao ngất ngưởng bằng định vị cao cấp và một hệ sinh thái hùng mạnh. Theo Trí Đức Trẻ, kênh 14.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ, liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.